sách giải trí và giáo dục tinh hoa Xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn Tiểu thuyết Tấm lụa đào Của nhà văn Xuân Vũ Người đọc Thái Hoàng Phi Tập 6 Chương 17 ông nhì rót trà ra tách ông hương hai người vừa nhấm nháp vừa bàn công chuyện rồi đi quanh xem sự chân dọn trong nhà lần chót ông hương ngắm nghía bộ chân đèn bằng thau đã được lau vàng rực và nói bộ lưu đồng này đã dùng đến ba đời rồi đó chú nhị, lâu lắm tôi mới có dịp đem ra chân một lần lần này xong rồi để tới đám cưới và tết luôn ông nhì trỏ chiếc bàn tròn bằng gỗ trắc bốn chân là bốn con rồng ngậm trái châu và nói Anh coi tôi bắt sắp nhỏ chùi từng cái vải rồng sạch bóng Trong nửa xuôi da hai bên ngồi ở đó Còn chiếc ghế kia để cho thằng rể Nó theo lối tần thời Mình không nên để nó đứng suốt buổi nói chuyện Tội nghiệp Ông Hương gật Đời bây giờ mình chăm trước bớt lễ nghi Chứ hầu tôi với chú đi làm rễ Đã không được ngồi Mà còn bị bắt làm việc nặng Như đứa ở trong nhà Thờ đó khác anh à Bây giờ thằng chồng con đều à tôi miễn cho hết Mình đài đỏ nó bao nhiêu à Về sau nó hành hạ con gái mình bấy nhiêu Ông nhì ra mé ao Bẻ một mớ bông ngải vàng đem vô cắm trong bình bông Đặt ở giữa bộ tràng kỹ Là nơi để dành cho bà con hai họ Ngồi bàn chuyện tiếp với hai bên xuôi gia Ông Hương đi tới đi lui Xem lại lần nữa các bức quành phi Những đôi liễn sơn mài chữ vàng rực rỡ ở căn giữa treo tấm chấn do cô Sương theo Phỏng theo kiểu thở bắt Nhưng có chế biến với tài nữ công của cô Cô phải bỏ ra 6 tháng rồng để hoàn thành tấm chấn này Ý bà Hương là cho đàn trai biết sự khéo léo của con gái Ở vùng này người ta chỉ mua các loại tiền bàn Chấn, y môn, đem về xài Chứ không có ai theo được như cô Sương Ông nhì ngắm nghía một hồi rồi đến giờ chỗ cặp khuôn đóng kiến lộng hai bài thơ đường do ông Hương viết chữ nho cho cô Sương theo. Để khi bên xui trai ngồi thì ngó thấy Dù là bạn cố tri Nhưng mình phải giữ tư thế của mình Bên gái thường bị đàn trai coi rẻ Nhất là khi đàn trai có phần lấn lướt Về sức học hoặc về tài sản Ông nhì còn muốn dời Hai tấm khuôn theo hình rồng, phượng Ở đầu hai cửa buồn qua trái nhà Để lát nữa khách ngồi dùng cơm sẽ ngó lên Nếu để ở chỗ cũ thì hơi khuất Ít người nhìn thấy Nhưng ông hương bảo cứ để đó là hơn muốn khoe ta cũng phải kín đáo không nên lộ liễu bây giờ chỉ cần thắp nến và đốt ba cây nhang là gian nhà sẽ tràn ngập không khí cổ kính thiêng liêng cho buổi lễ cuối cùng hai ông ra bến nước xem lại chiếc cầu vừa mới bắt dành cho khách từ dưới ghe bước lên một tấm dáng lung lai sẽ làm cho khách trợt chân một cử chỉ nhỏ sơ sót của đôi bên đều có ảnh hưởng đến tương lai của đôi trẻ xong hai người trở vào nhà ngồi uống trà và bàn chuyện tiếp ông nhì hỏi Nghe nói thằng nhỏ có sức học cao hả anh Nó vừa đổ thú tài Con Sương chỉ học tới lớp 3 trường làng Rồi làm sao hả Vợ chồng đâu có nói tiếng Tây đâu mà chú sợ Nói về tài học thì nó giỏi tiếng Tây Con Sương giỏi chữ nho Bù qua chế lại cũng được chứ mình có lép đâu Ông nhì ngẫm nghĩ một hồi lại nói Tôi sợ mình chưng dọn như vậy họ chê mình là xưa quá chớ không có đâu chú Chúng tôi cùng học một thầy nho mà Nhưng dầu cho ảnh có theo tân thời thì theo Mình cứ giữ tục lệ ông bà Không có xưa làm sao có nay Kiểm tra mặt tiền xong Hai ông đi ra sau bếp xem xét tiếp Ông nhì hỏi bà Hương Bữa nay chị làm mấy món vậy chị Bảy món ăn tại bàn chính Còn tráng miệng thì không kể Đâu chị kể em nghe coi Bà Hương nói Ba nó muốn rước anh năm quý nấu đồ Tây Nhưng tôi nói đồ Tây Để đại đám cưới Còn bữa nay mình phải tự nấu nướng Để người ta biết cái gia chánh của mình Nếu mương thợ Người ta sẽ bảo nhà mình không biết nấu ăn Món thứ nhất là món gì vậy chị Thịt kho tàu là gốc rồi Món đó thì cũng được Chị có món gì đặc biệt không Cô đèo giọt miệng Cua biển sao giấm Hồi hởm bác trai nói đó ba Bà Hương cười Thịt kho tàu của bác khác của người ta cháu à Ướp thịt kỹ Kho nước dừa xiêm miếng thịt vàng đều Mỡ rượu để vô miệng là tan Không phải nhai nha cháu Chà chà Tôi nghe phát đói bụng Ông nhì nuốt nước miếng rồi hỏi tiếp Còn à, món thứ hai Bà Hương trỏ ra ngoài ao Người lối sớm đang quần bắt cá nuôi Cá ép chân bún củ hành tàu Món thứ ba hủ qua hầm nhưng đặc biệt Là nhân gì chị? Cá thắt lát nạo lấy thịt Trộn với thịt heo nạc bầm nhuyễn Và nấm mèo phơi khô Tôi ăn cơm nhà này hoài Mà nghe nhắc tới cũng thèm Lần này khác chú à Chút nữa chú cầm khách rồi sẽ thấy Mới có bà Còn bốn ngon nữa Bà hư ngó vô bếp Thấy lửa to bảo Cho lửa rêu xuống Bay chậm dậy thịt không kịp thấm nước dừa còn như hũ qua thì nhảy ra ngoài hết à Chút nữa múc ra giỏ rượu khai nơi Khách sành ăn hả à, sẽ cười cho Thằng tích cầm bập lá Đập nước rầm rầm dưới ao Lùa cá nuôi vô hốc mương Để mấy người lớn bao đăng lấy bội xúc Nó ôm được một con cá chài Ném lên bờ như trái bầu rụng Con này biết nói đó Mấy cô nhổ lòng dịch rủ rỉ với nhau Ở ngoài sàn nước Dưỡng nó chắc ngộ trai lắm Ờ ờ Người ta bận đồ tay chứ không có đội khăn đóng như đám chồng con đèo đâu Cô Sương đi ra cho người ta coi chắc túm chân bước không được Bây nói lén ta cái gì đó hả Cô Sương ló đầu ra dọc miệng hỏi Bọn con gái cười rút xích Nhớ nghe Cười người bữa trước Bữa sau người cười cho mà coi Cô Sương ở trong bếp mặt mày đỏ lơ đỏ lưỡng Bước ra vui vẻ đối đáp với đám con gái Tụi em mừng cho cô chứ đâu có nói lén gì dịch này mập quá nấu cháo mỡ đặt nồi đó cô ơi dịch tìm thuốc bắc cơ chứ không có nấu cháo em à trời em muốn là con trai đi coi vợ để được đãi ăn cho đã bà hương kêu thằng tích lên bảo con ra vườn lựa cam chắc hái một chục rưỡi có đầu trái nào trái nấy bằng nhau để nguyên cuốn với lá nghe chi vậy bà nửa chục để tráng miệng còn một chục biếu khách cầm tay đáp lễ lúc ra về đáp lễ là sao bà Thôi đi đi Người ta gần tới rồi Y Mà để việc đó cho mấy đứa con gái làm Hái xong đem vô lột vỏ sáu trái Rồi vẽ ra từng muối bóc chỉ thật sạch Sắp trên dĩa bàn nè Theo hình rẽ quạt nghe không Còn à, thằng Tích đó đi theo bà Ra bộ lúa bà nhờ một chuyện nữa Rồi chừng mày cứ vợ là bà trả công cho Dạ Thằng Tích hăng hái đi theo bà Hương ra bộ lúa Bà Hương bảo Còn leo lên giữa bồ Móc cái diệm vàng lên cho bà Trời đất bà có cả diệm vàng lớn sao ba cái diệm da màu vàng đừng cơm rượu chứ không phải vàng con ơi ai mà bỏ vàng vô trong diệm thằng tích nhảy phóc lên bộ lúa hai tay môi lìa rồi bưng chiếc diệm vàng nhỏ đem ra mé bộ truyền xuống bà hương đỡ lấy để xuống đất phủi lúa và bụi trên nắp mở dây ràng xịt năm bảy chặn mới dỡ ra bà vừa dỡ vừa làm thầm giái ơn ừ, ai cho ổ cơm rượu ngon lành là để tôi đãi khách lấy tiếng cho con gái tôi ba ngày trước đây khi vùi diệm cơm rượu vào lúa bà cũng giá như vậy nên thánh thần phù hộ ổ cơm rượu lên men đều bốc hương ngọt dịu những viên cơm rượu tròn trịa trắng phao đều đặng nằm sắp lớp như những nàng công chúa đang ngủ say trong giường thượng quyển bà bảo thằng tích vừa tụt xuống đất con vô bảo cô lấy cái keo kiểu nắp vuông một cái muỗng lầu một loại muỗng quý Và đôi đũa tre mới đưa con đem ra cho bà Con đi chậm chậm Đừng có chạy trợt té bể đứt chân hay không Ngày nay không nên đánh bể món gì trong nhà hết Thằng Tích dạ một tiếng rồi phóc mất Nháy mắt nó trở ra với keo và muỗng Bà hương dò đầu nó Đã bảo đừng có chạy cũng chạy Dạ con chạy theo trâu Chạy đuổi chim bắt cá quen rồi Đi chậm không được Hãy bước ra là chạy Đất khô hay ruộng lầy con đều chạy tuốt hết và hỏi để rồi bà thưởng thằng tích lại phóng ao xuống ao tiếp tục đuổi bắt cá nuôi bà hương ngồi xuống múc một chút nước cơm rượu nếm thử và gật đầu tỏ ý hài lòng từ đó tới giờ chưa lần nào ngon bằng quả là bà cậu giúp giận rồi bà gấp từng viên một với tất cả sự khéo léo của một bàn tay nữ công đầy kinh nghiệm sắp vào lòng keo theo thứ lớp xoay tròn đến đầy nửa keo thì ngừng tay để múc từng muỗng nước sánh đặc rưới lên cho đến khi nước xâm sắp những viên cơm rượu mới thôi bỗng tư đèo chạy tới bác ơi người ta tới rồi vậy hả bà hương vội vàng đứng dậy quần áo tao lắm lem hết thế này à? làm sao ra tiếp khách dạ không người ta gần tới bác trai biểu bác vô sửa soạn để ra tuồng tư đèo bưng diệm cơm rượu bà hương ôm keo đi vô nhà bà coi qua bếp nút giao quyền cho tư đèo điều khiển rồi đi lên nhà trên vô buồn nơi cô sương đang trang điểm với sự giúp sức của bà nhì đeo bông gì cho nó hả chị bà nhì hỏi nó còn con gái thì kẹp tóc đeo bông toàn ten chừng nào về nhà chồng mà hãy bới đầu đeo bông tai bèo nhận hộp cắm thạch còn áo màu gì cái màu hường tôi mới lấy trong rương ra ủi hồi hôm treo ở đầu giường kia quần gì quần sa ten trắng cũng ủi rồi đó đeo nữ trang gì thêm không một chiếc kiện cổ tay trái chiếc cẩm thạch tay phải chiếc xuyên vàng đừng đeo nhiều người ta nói mình khoe của nhưng cũng nên thêm mấy dòng sơ men dòng sơ men là dòng gì chị thở nào tôi chưa được nghe cô sương đỡ lời mẹ đó là nữ trang tân thời con gái đi học trên tỉnh quận dùng nó để nhớ ngày hễ thứ hai thì đeo hai vòng thứ ba thứ tư thì đeo ba bốn vòng mỗi chiếc chột nhỏ như râu tôm đó thím còn trên tóc dắt món gì chị bên trái dắt trăm tóc cài lược phía dưới dùng cái kẹp có hình hai quả trơn hoặc theo xưa thì dùng chiếc kẹp phụng kiều không xài kẹp con bướm à ba nó bảo con gái không được xài bất cứ thứ gì có hình con bướm vì bướm có nghĩa là bay bướm bà ba nhì vừa đeo nữ trang vừa thủ thủy với cháu năm nay đám hỏi năm tới đám cưới còn có mấy tháng nữa đâu con gái lần lượt về nhà chồng hết Ngó đi ngó lại sớm này vắng teo Cô Sương xúc động sớm sớm nước mắt Thiếm qua lại với má cháu Mấy chị cháu ở xa Con cái đùm đề ít khi về Không sao đâu Ở đây có chú Thiếm Cháu không muốn có gia đình sớm Vì không ai phụng dưỡng cha mẹ già Thiếm cũng biết vậy Nhưng con gái lớn lên là phải có chồng Đó là ý muốn của cha mẹ Năm nay là năm tốt Sớm này gã cưới tới năm sáu đám à Con à được chỗ nơi tài đức sông toàn Chú thiếp rất mừng cho cháu Vợ chồng đẹp đôi mà xuôi da cũng xứng Bỗng nghe tiếng lao sao bên ngoài Bà nhì rỉ tay cô Sương Hình như người ta tới đó cháu Cô Sương ôm trụ giường và gục đầu vào vai bà nhì Bà nhì gỡ nhẹ ra và bảo Để thiếp đi coi Bà sóng rén bước lại hé cửa nhìn ra Cửa cái gồm bốn cánh đã mở rộng chờ đón khách từ sáng Bà thấy một hàng người trịnh trọng đi vào Một chập bà trở lại vỗ khẽ vai cô Sương Họ đến thiệt rồi đó cháu Cô Sương vẫn gục đầu vào trụ giường Bà nhì lại thỏ thẻ Thằng chồng cháu đi đầu bưng khai hộp Tiếng chồng được nghe lần đầu tiên Làm cô vừa thẹn thùng vừa hơi lạ Cái tiếng vừa xa lạ vừa thân mến Cô nghe như có trăm ngàn con kiến bò khắp da thịt nóng rang Cháu đứng dậy cho thím xem lại cái áo một chút Ờ à, được rồi cái áo mai vừa dặn quá cổ tay vừa xích hai cái giạc thiệt ôm ông hương đón khách vào nhà mời ngồi ông nói bữa nay anh chị hạ cố đến nhà tôi thiệt là quý quá vô cùng dạ cũng nhờ bà sáu hướng dẫn bà sáu phá tan cái không khí xã giao khách sáu bằng mấy câu nói bình dân hai anh quen nhau mấy chục năm trước cho bộ nhờ tôi mới biết sao tôi làm mai cho có vị vậy thôi à Chứ hai anh đã hứa với nhau cho hai cháu Nên vợ nên chồng Từ hồi chúng còn trong bụng mẹ kia mà Câu nói làm mọi người thân mật gần gũi nhau ngay Thảo nào trong vùng này ai cũng phục tài Bắt cầu ô thước của bà Sáu Đám nào bà nhúng tay vào Thì cũng kết thúc đẹp đẽ Nghe bà Mai nói vậy Ông Hương tiếp ngay Chị nói đúng mà Tôi với anh Tư quen nhau Từ thổi nhỏ học chữ thiên trời địa đất Quỳ gối sơ mít tới bây giờ là bốn năm chục năm Ông Tư nói Đúng ra là trên 50 năm Rồi lớn lên Cứ vợ làm làng làm xã Cũng tới lui với nhau luôn Anh làm hương thân làng Minh Đức Tôi làm hương quấn làng hương Mỹ Cho nên người ta mới gọi tôi là Tư quấn chứ tôi đâu có phải tên quấn Bà Sáu thay mặt chủ nhà rót trà mời hai người và nói Cơ khổ không Vậy mà lâu nay tôi tưởng tránh lục bộ Ghi tên anh như vậy chứ Thôi mời hai bên suy gia uống nước rồi tôi nói chuyện Để lâu mà nó ngồi à Ủa Minh Cháu để khai hợp lên trường kỹ kia đi Rồi lại ngồi đây Có ghế sẵn dành cho rễ cưng đó cháu Ủa chị Hương đâu Sao không ra ngồi cho cân xứng Bên trai có đủ má ba Thì bên gái cũng phải có đủ tía má Đừng để chim chích cánh không bay được à Ma sắp nhỏ đang lo bếp nút Chị dạy gì vợ chồng tôi xin bái lĩnh <laughs> Anh làm như tôi là nguyên sói vậy tôi mà dạy anh thì trời sập à Công việc của tôi là dắt cháu Minh đến đây Xin phép anh chị Hương coi mắt cháu Sương Bây giờ chấm hết Tôi giao cho mấy anh Để tôi vô bếp với ông táo ông lò Chứ ngồi ghế chạm uống nước trà tôi không quen Còn à, cháu Minh Cháu cứ ngồi đó nghe cha mẹ nói chuyện Muốn được vợ là phải chịu khó một chút Sốt rủa không được à Bà Sáu tả sung hữu đục Làm cho không khí càng thân mật vui vẻ Hai bên sui da bớt kiên dạy với nhau Nói xong bà đứng dậy đi vô trong Thì gặp ngay bà Hương ở cửa buồn sắp bước ra Bà lại tí lìa Chị khỏi ra chị Hương à Để cho mấy ổng hát tích gì thì hát Còn tôi với chị thì sao sao bếp diễn lớp à, ông Táo kiện ông Lò Rồi bà nắm tay bà Hương đi vô Vừa đi vừa rỉ tay Con nhỏ đâu Nó đang sửa soạn trong buồn Để cho tôi vô đó chút được không Dạ mời chị đi với tôi Con nhỏ nhát quá hả à. Bà Hương nói con gái thì vậy chứ sao? Phải già cái đầu như mình sao mà dạng được? Bà Hương vừa mở cửa Bà Sáu đã bước thẳng tới sương Chàng ơi công chúa thoại ba Tiểu thư của viên ngoại cũng không có sánh bằng à Thôi vậy đủ rồi Đẹp lắm rồi Sứ này tôi hứa chắc không có ai bị kịp mà Bà xà lại ngồi bên sương Nghe cô nói nè con Con gái lớn lên là phải lấy chồng Lấy chồng cho đáng tấm chồng nó vừa đậu bằng cao cấp ở trên Sài Gòn Mỹ Tho gì đó Cô không có biết Nhưng nó nhu mì dễ thương Chuyện gì chứ còn cái chuyện ăn hiếp vợ thì nó không có đâu Nó học tay mà ba má nó biểu bận áo dài bịch khăn đóng Mang dài hàm ếch nó cũng nghe theo Không cãi một tiếng Trang điểm vậy là đẹp rồi Thôi tôi xin phép chị Hương dắt con nhỏ ra mời trà khách Cô Sương nghe tê tái cả người Khi nghe bà tai bà Sáu nắm vai cô Đi con đi theo cô Chị Hương à, sắp sẵn giùm tôi mâm trà Con ra rót trà mời khách rồi vô Chứ không có gì gì nặng nề hết á Bà vừa nhấc vai cô Sương đứng dậy Vừa nhìn xuống chân Tôi dậy cườm theo đầu phụng thiệt đẹp à Vừa chân con quá ha Không cao gót dễ đi Ít dấp ít té Trong nhà thì mặt đất bằng phẳng Ra khỏi cửa thì lông trong gai góc con ơi Đừng ham cao gót Bà Hương đem mâm trà đặt vào tay con gái Trong lúc bà Mai vẫn không ngớt miệng con bước ra với vẻ mặt tươi tỉnh nghe Cứ dòm thẳng Mặc kệ ai liếc ngó mình Nè Cô nhắc cho con nhớ Nó ngồi đằng sau lưng ông già chồng con á Ừ nó đó Con rót trà Tay đừng có rung ra ngoài mâm nghe Bà Sáu dìu sương đi Tay mở cửa buồn Ngó ra ngoài đó một chút đi con Đó Thấy rõ chưa Đừng có khớp Họ cũng người như mình à Bà Sáu nói to lên Nè công chúa ra mắt các anh các chị à Cả bàn chủ khách đang ngồi bàn tính công việc bỗng im bặt. Mọi cặp mắt đổ xô về phía cô Sương. Bà Sáu vẫn đi sau cô hộ vệ từng bước và bô lô cái miệng. Đừng có ngó hung cháu tôi sợ nha. Hễ nó sơ sót là tại mấy ông mấy bà đó. Cô Sương đi tới bàn. Bà Sáu nhắc. cúi đầu chào đi con. Đây là ba má chồng tương lai của con. Còn đây là... Là cái người cô nói với con trong buồn hồi nãy đó. Minh. Con biết ai đây không Đây là con gái cưng của ông bà Hương Và con dâu cưng tương lai của ba má con đó nghe Mấy tấm chấn trên bàn Và các bức tranh theo lỏng kiến kia Cũng đều do một bàn tay nó theo đó nghe Thôi đủ lễ rồi con cúi đầu một cái rồi vào Có khó khiết gì Bà Sáu lại hội vệ cô Sương trở vào buồn Bà rủ rỉ Con không cần ngó nó Đã có cô ngó dùm cho con rồi Chẳng phải mới gần đây mà mấy năm trước nữa kìa nó đi với con cũng xứng mà đứng lại cũng vừa Không chỗ nào chê được á Cô đã nói tốt là tốt Tốt đôi tốt phước Cái gì cũng tốt hết Cô Sương cảm thấy như qua một giấc chim bao ngắn Một cuộc vượt xôn đầy hồi hộp Bà Mai lại đi vào tiếp tục cái sứ mạng của mình Hết khen cô dâu lại tô phết chú rể Tiếng nói của bà ấm như sáo thổi Như chim hót Bà hỏi cô Sương Con thấy có được không? Được quá phải không con? Mấy cậu công tử dùng này làm sao có nổi sự học thức đó Vừa đậu xong đã có nơi mời thỉnh làm việc rồi Có mấy nhà muốn cô làm mối gã con cho nó Nhưng ông già nó nhất định phải làm xui với ba con Con thấy thế nào Chịu thì nói cho cô biết Còn không thì cũng cứ nói để cô chạy lo Đám khác cho nó Nó mà ưng chỗ nào thì chỗ đó phải cắn câu ngay Vậy là con ưng rồi phải không Mọi việc sẽ tiến hành êm xuôi dễ hợt cả. Thế là xong phần chính thức của đám hỏi cơm nước dọn ra hai bên đàn trai đàn gái ngồi quanh bàn ăn uống nói chuyện cô sương đã qua truồng lấy lại sự dạng dĩ cô thay áo ngắn màu xanh da trời cổ trái tim có thêu bông bằng chỉ trắng ở cổ tay và lai áo cô đi lên đi xuống dội thức ăn đám cô gái núp ở cửa nhà cầu ngó ra nhưng không thấy chú rể nên ức lắm giải thích nhà cầu là gian nhà nối giữa nhà trước nhà khách và nhà sau nhà bếp hết giải thích chờ cô sương trở vô tư đèo chặn ngang ảnh ngồi đâu chị ở ngoài chứ đâu mà hỏi cô sương đỏ mặt đập vai tư đèo rồi đi thẳng chị nhìn kỹ giùm em một chút nghe đèo nói giới theo mày có muốn dòm người ta thì bưng thức ăn ra mà dòm tao không ngó ai hết em muốn chị xem cho kỹ rồi vô đây nói cho tụi em nghe cô sương bị chọc ghẹo nhưng rất thích chờ cô bưng món vịt tiềm trở ra đèo lại chặn đường Chị nhìn rõ nghe Nhìn rõ rồi Bàn tay trái có ba một cốc Hỏi nữa thôi Xứng với chị không Xứng lắm Còn gì nữa hỏi luôn đi con quỷ Chị trở ra lần nữa Nói em chúc anh ấy sớm về duyên can lệ với chị nghe Cô Sương déo dài từ đèo Sớm sớm nè can lệ nè Đèo bị déo đau suýt xoa lia lịa Cô Sương nói Rồi tới phiên mấy đứa bay Tao ngạo lại cho mày biết mấy cái mụn cốc Mấy cái muỗng cốc rụng hết rồi Cốc 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 nè Bà nhì đi ngang dội đầu mấy cô lia lịa Giỡn trưởng ôm sờ mà khách người ta nghe người ta cười cho đó Đến xế chiều buổi lễ mới chấm dứt Ông Hương bà Hương tiễn đưa đàn trai xuống tận bến Chiếc xuồng của đàn trai đi khuất Mọi người mới vào nhà Ngồi trên xuồng bà Sáu tiếp tục trổ tài ăn nói với chú rể Nếu tôi là con trai thì tôi ưng con nhỏ liền Khỏi phải nói tới nó lui thêm một câu ông Tư vui vẻ Thì tôi có nói tới nó lui gì đâu chị Sáu Tôi đã ngắm nghía và hứa hẹn với ông già con nhỏ lâu rồi chứ phải mới đây sao Tôi cũng có gặp nó vài lần hồi nó còn để bánh bèo kia Mới vẫn có mấy năm mà nó lớn quá chừng Vừa ngộ lại vừa đoan trang Mình hạt sương mai cử chỉ khoan thai thùy mị Con gái ở vườn mà tôi đố con gái ở thành ăn qua nó Sẵn trớn bà Sáu nghênh mặt tuyên chiến luôn Con gái ở thành chỉ được cái quần áo nhóm nha Phấn son lèo loẹt thôi Chứ Đức Hạnh thì thua gái vườn xa Bị gì họ nhiễm ba cái văn minh ở trên Mình cứ theo ông bà mình ăn chắc mặt dày Mắm dưa làm gốc Mình nghe bà Sáu nói không hở miệng mà nhức tay Minh rụt đầu vào hai gối Nhưng bà Sáu nào có tha cho Bà vỗ vỗ lưng mình Cháu đã chịu rồi chứ Minh Minh không đáp Bà Tư thay lời Nó làm thinh là nó ưng rồi Chị không phải hỏi Chị cứ lo việc của chị cho sớm Mình bị ốp từ mọi phía Đành im lặng Mình nghe bực bội Bức rứt khó chịu nên tìm cách xoay sở Mình nghiêng đầu ra be xuồng thò tay khoát nước Nước tuôn bên mạng xuồng trào bọt trắng xóa Mình dốc lên phả vào mặt Dội cả vào tóc Như muốn xóa tan cái hình ảnh cô dâu Vừa mới in vào đầu chàng Phải xóa ngay khi nó chưa khắc sâu Bộ nước ngược sao xuồng đi chậm vậy chị Bà Tư hỏi Bà Sáu chụp lấy trả lời liền Nước đang rồng nên nó vậy Chịu khó chèo ngự khúc quanh là nước lớn Nước xuôi chèo khỏe re đó chị Tại mình đi hơi gấp nên phải chịu mệt một chút Mình nghe hai bà đối đáp với nhau Một cách ý nhị thì càng sốn sang Nhưng không biết chống lại bằng cách nào Chàng nhìn lên bờ Qua kẻ lá những bụi dừa nước Thấp thoáng bóng người đi trên lộ Chàng mừng tượng Emily đang đạp xe trên đường ra bến Bắc Hàm luôn với chàng Tai nàng đè mép giấy Cấm nhìn Mình không nghĩ mọi việc xảy ra nhanh chóng và bất ngờ đến thế Mình không phương chống đỡ, trì quản hoặc né tránh Tơ là đẹp Tóc tơ là duyên trai gái Nhưng tơ dò thì rối rắm không gỡ được Cuộn tơ ấy đang nằm trong lòng chàng Nắng trưa như đổ lửa trên đầu Trung quanh chàng mọi người đều hả hê thỏa mãn Về dung nhan lẫn cử chỉ của cô dâu hơn nữa hạnh diện vì gia đạo của đàn gái Ai cũng góp một câu khen Bỗng bà Sáu nói với bà Tư Anh chị Tư à Lúc nãy anh chị Hương có nói với tôi là Anh chị thách cưới gấp Là ra ngoài ngày à Ra ngoài ngày tức là qua sang năm Mà sang năm mà thì không được tuổi Ông Tư kêu lên cha hà chà Vậy tôi lo sao kịp Bà Sáu bảo Anh chỉ không đòi mình phải làm rình rang Bên trai tùy nghi mà bước tới còn nếu năm nay không xong thì phải chờ 3 năm nữa Họ mới cho cưới Ông Tư lại kêu lên Nhưng bà Tư thì lại bình tĩnh Ở bến người ta đã mở hơi như vậy rồi Thì mình phải thính tai Nhưng tôi thấy năm nay hay 3 năm nữa Cũng vậy thôi Cưới sớm thì mình được dâu sớm Chứ có hại gì phải không chị Sáu Ờ có dâu sớm thì có cháu sớm Ẩm bồng với người ta Lên chức bà nội sớm Phải không chị Tư Rồi không để cho bà Tư nói gì thêm Bà Sáu tiếp ngay Để mai tôi trở lại trả lời Hãy ở bển định sau bên này làm vậy Trời nắng chan chan Mà Minh nghe lạnh buốt Chương 18 Anh Anh Em mong anh trái ruột em không thể nào ngồi yên hình ảnh anh lúc nào cũng lảng vảng trong đầu em ở quê nhà anh có nhớ tới em không mới có bấy nhiêu ngày mà em tưởng như hàng chục năm qua vậy em không làm gì được thậm chí ăn cơm cũng ngừng đũa nửa chừng má em hỏi tại sao em thưa rằng em đang lo nghĩ về nghề nghiệp ba má đã đồng ý cho em đi dạy rồi em chờ anh nhận lời với ông đốc nữa là xong một hôm đọc lại quyển Paul et Virginia Bỗng nhiên em khóc mùi Bà Fortier giảng giải tại sao Paul đau Bây giờ em hiểu rõ hơn chứng bệnh của Paul Xa nhau khổ quá anh à Lần này mà gặp anh Em nhất định không cho anh đi đâu nữa hết Sáng anh phải đứng ở vườn hoa chờ em Trưa phải ra hôn tay cầm xe đạp Chiều chiều phải đưa em về đến gần nhà mới được trở lại Thỉnh thoảng anh và em đi xem hát Ba má đã cho phép em đi một mình Nhưng mình không vô rạp năm xuân đâu anh nhé Mình chỉ đến đó uống sữa đậu nành Kẹo nó nguội lâu rồi Hôm qua em đến chỗ băng đá em từng ngồi Vì sợ chiếc xe đò màu vàng Anh nhớ chiếc băng kỷ niệm đó không? Em đi đến tiệm rượu Em đi qua tiệm chụp hình Đinh Bá Trung Rồi em đến hiệu xe tám trận Để chi anh biết không? Để tìm chiếc xe anh mướn đi chơi với em hôm nọ Em nhớ rõ chiếc xe đó Ghi đông ca rê Bánh trước hơi cũ Về sau bị mớp một chút Thấy cái tay cầm của nó Em muốn làm như anh quá Nhưng sợ người ta cho rằng em điên Bây giờ em cứ hiểu tại sao Anh cứ đến gốc cây vú sữa Để ngó xe em và làm như thế Hôm qua em đến bến đò Đứng ở nơi em đã đứng nhìn con đò tách bến Nhìn ra sông mênh mông Ước sao chiếc đò hôm trước cập bến Rồi anh nhảy lên bờ miệng kêu Emily, Emily Nhưng em thất vọng Em đi dọc bậc thạch Thấy chiếc ghe nào cũng là đò Xuân đã đem mong nhớ trở về Lòng cô gái ở bến sông Cô hồi tưởng lại ba năm trước Trên bến cùng ai đã nặng thề Nhưng rồi người khách tình quân ấy Đi bị không về với bến sông Đã mấy lần Xuân trôi chạy mãi Mấy lần cô gái mỏi mòn trong Bỏ thuyền bỏ bến bỏ dòng sông Cô lái đò kia đi lấy chồng Dẫn bóng cô em từ dạo ấy Để buồn cho những khách sang sông Thơ cô lái đò của Nguyễn Bính Em có là cô lái đò kia không? Không bao giờ em bỏ bến bỏ dòng trong Để buồn cho những khách sang sông Còn anh chắc cũng sẽ không làm người khách tình quân ấy Đi biệt không về Em sợ quá Em sợ cái tin một ngày nào đó sẽ đến với em Tuy chắc không bao giờ Nhưng vẫn sợ Một bữa em gặp thầy giám thị Thầy hỏi em Mày giấu thằng Minh trong túi mày hả nhỏ Cớ sau nay đã ba tuần mà chưa thấy nó tới Tao đã bẩm lên Ông Đốc đã đồng ý rồi Em đâu có giấu anh được Anh chỉ sống trong lòng em thôi Em thưa với thầy em không biết gì hết Thầy lại nhắc nào là tiền lương Nhà cửa, vợ chồng Làm em ngưỡng quá Lần này anh lên Em sẽ thưa với ba má rõ mọi việc Ba má thỉnh thoảng cũng nhắc lại Các anh chàng dưới an quá bình đại Con chủ lò dừa lò gạch xưởng dây luộc gì đó Em thưa để con kiếm chút tiền giúp đỡ cha mẹ Ba em là người tiêm nhiễm tay học Nên không ép Còn má em thì cứ than thở Chỗ đó giàu Không chịu còn chỗ nào Một hôm em soạn ra tất cả những thư từ vào qua nguyệt quế Em mới phục anh ghê anh có biết là có bao nhiêu bức thư không? Bao nhiêu mẫu báo có tên em Hoặc chỉ một chữ trong tên em không? Nếu em góp lại tất cả Đem in thì dày hơn quyển thư cho người yêu phương xa của Bans. Thì giờ đâu mà anh học Rồi thì giờ đâu mà viết thư Ngày nào cũng viết Còn bông nguyệt quới thì có cả túi Ngày nào anh cũng hái cho em một đóa Riết rồi em ghiền Mấy lúc sau này khi gần hết đệ tứ Mỗi lần anh tặng Em dắt luôn lên tóc để khỏi mất Và nghe mùi thơm suốt ngày Bây giờ em gom tất cả lại Để trong ngăn kéo bàn học của em Trước kia hồi đệ nhị Em sợ má bắt gặp Nên em may vào ruột gối Để đêm đêm vùi mặt vào đó Nghe tiếng nói và thở hơi nguyệt quế của anh Cái tên đẹp ghê Nếu Thì sẽ đặt tên là Còn Thì sẽ đặt là Kêu Mỗi lần em qua ngã ba Nhìn vào những liếp hoa xanh ngắt Điểm những đóa hoa trắng như tuyết Thì em nhớ anh vô cùng Nếu có anh ở đây Thì em sẽ nhận được hoa luôn Một hôm em dựng xe ở chân đài chiến sĩ Rồi phát khùng Hái luôn mấy chục đóa Hái xong sợ lính bắt muốn chết Chạy bán mạng Về nhà khi chải tóc Em lại thấy một cái bông sao dướng trên tóc em nhớ có lần anh và em đứng ngó hồi lâu những chiếc bông ấy lăn quay như vụ trong không gian rồi rơi trên cỏ anh nhặt lấy một chiếc bảo em tung lên rồi anh thổi mạnh cho nó bay anh bảo anh làm gió cho em bay những chuyện như vậy có nghĩa lý gì đâu nhưng sao em cứ nhớ đôi khi mơ màng ngủ lại thấy những chiếc bông sao xoay tròn trong đầu em tự nhủ anh đến với em con liễu biến đâu mất sau khi em đậu thành chung con Yvonne quay lắm Một hôm em gặp nó ngồi trên xe mua trần Với ông thầy ăn lê Chạy vô câu lạc bộ xem vận động Con Therese Có gặp em một lần Chạy xe qua nên nó chỉ hôn gió em Bà Madeleine không thấy xuất hiện Ở thị xã này nữa Ai đóng da dân đạt Bà cũng không màng Ai gọi bà là gái già chắc bà cũng chẳng giận Bây giờ bà già thật rồi Đã 23 tuổi Có lần em vô sân vận động nhưng có trận đá dày Ý là để ý tìm anh Bền Em có hỏi chị của anh vợ ông Quý Mập về anh Bền Nhưng anh bảo anh Bền không ra sân nữa Người ta đồn ảnh lên Sài Gòn hoặc đi Bạc Liêu Thầy giám thị cũng không rõ Anh bị dăng đạt đá cho thủng lưới Có lẽ vì thế con liễu cũng gian ra luôn Thôi mệt quá rồi em đi ngủ Em sẽ áp mặt lên chiếc gối thở hơi anh Và mộng thấy anh Emily đứng ở bến đò Nhìn mặt sông lấp lánh nắng chiều Hôm nay gần hết tuần thứ tư rồi Minh phải lên Emily có linh tính như vậy Vì đêm qua Emily nghe ruột như lửa đốt Chiếc ghe nào cập bến Emily cũng theo dõi từng người lên bờ Chờ mãi Emily đánh bạo hỏi một người Trên chiếc ghe vừa đổ bến Có phải là đò miệt dưới lên không ông? Không, ghe tôi ở Trà Vinh Rồi ông cắt nghĩa Cháu xem con số trên mùi kia kìa, số 5 là Trà Vinh, số 1 Gia Định, số 2 Châu Đốc, số 3 Hà Tiên, số 4 Rạch Giá, số 5 Trà Vinh, số 6 Sa Đét, số 7 Bến Tre, số 8 Long Xuyên, số 9 Tân An, số 10 Sóc Trăng, dân dân. Cháu muốn tìm ghe tỉnh nào? Dạ, cháu muốn tìm ghe ở dưới quận lên. Tỉnh mới có số chứ còn quận thì không có đâu cháu ạ. À emily buồn rầu quay về còn đúng hai ngày nữa thì hết tháng đôi chân rã rời emily cơ hồ không muốn đạp nữa nhưng khi chạy ngang trường thì thầy giám thị ngoắc lia vô đây biểu nhỏ dạ như máy emily quẹt vô trường nàng không dắt xe mà thả ào xuống dốc đi đâu về mà mặt mũi co bơ phờ vậy nhỏ dạ cháu đi đằng nhà cô say học bài sư phạm học với gốc me và mắm ruốc hả cô sầy đang làm việc cái văn phòng kia kìa. emily ngượng quá không biết nói gì thì thầy bảo đứng đó tao cho mày một cái uh, surprise thầy quay vào trong chưa đầy một phút thì có tiếng kêu emily emily quay lại nàng tưởng chim bao mình đang đứng ở thềm chàng chạy ra sân nắm tay emily nàng nghe bàn tay như thang hồng nghe mi mắt ướt ướt nhưng nàng cố cầm lại em đi đón anh Nàng chỉ nói trong tâm tưởng chứ không thành lời Anh về tới em à Anh đi ngã nào Hèn chi Hèn chi gì Emily làm thinh Mình dắt tay nàng đi Thấy nét buồn trên mặt Emily Chàng an ủi Thì anh hứa lâu nhất là một tháng mà Hôm nay mới có Em không còn nhớ ngày tháng gì nữa hết Còn hai ngày nữa mới hết hạn Nhưng em tưởng ba chục năm Em già đi anh thấy không Sự thuộc đường của những bàn chân Đã đưa hai người trở lại ngã ba thân mến Mình hái ngay một đó nguyệt quế Đặt vào tay Emily Cho em Emily nâng lên mũi hít hít Sao anh lại đi xe hơi Đi mau hơn xe đò Vậy mà ngày nào em cũng ra bến chờ đò lên Emily nũng nịu Ngày mốt anh không lên Em sẽ đi đò xuống cho coi Em biết đâu mà đi Em hỏi đường rồi đò đổ bến chợ cầu móng chứ gì Đúng không Anh ở đâu em cũng đi tới Sao em biết giỏi vậy Emily cười Bữa nọ em hỏi nhầm đò thành phú Một bữa khác em hỏi trúng đò cái wow Bữa đó đò cầu móng không lên Đò cầu móng ba ngày mới có một chuyến Thì em đi xe đi máy bay Bây giờ em khỏi đi đâu hết Em tưởng anh về dưới đó có gì vui Rồi anh quên em chứ ở dưới có gì vui mà đến nỗi quên được hả em Về nhà mà không vui à Vui Nhưng năm nào cũng vậy thôi Năm nay có khác chứ Khác gì đâu Mình giật mình đánh thoát Không khác à Vậy mà không khác sao Emily giỏi Ừ à, Có khác Nhưng mà anh đâu có dám cho nhà biết Anh với em Emily chợt nghe giọng minh thoáng buồn Sao anh có vẻ như khác khác vậy? Đâu có khác gì. Có mà, đừng giấu em. Anh quên em là thầy bói đọc được cả những ý nghĩ của người khác sao? Ừ, à. Anh buồn vì xa nhà. Mình cố làm vui. Anh nhớ thằng em Út, anh đi nó khóc nhiều lắm vì ở nhà không có ai chơi với nó. Rồi mình cố làm ra vẻ tự nhiên kể lại việc hai anh em đi bắt kiến vàng. Anh không sợ kiến cắn à? Sợ gì ba con kiến Thằng nhỏ gan hơn anh Ngày nào cũng đi bắt vài bao đem về Thả lên cây cam Về nhà cả tháng chỉ đi bắt kiến vàng thôi à Còn làm nhiều việc khác nữa chứ Em mong được về đồng quê chơi cho thỏa chí Ngày còn bé em được má em dắt về ngoại Trèo hái ổi Tắt mương bắt cá Thả diều Thích ghê lắm Cho em nghe những chuyện anh làm một tháng qua ở dưới đó Để em vui lây với Mà phải kể thứ tự Ngày thứ nhất Ngày thứ hai cho đến ngày chót như làm luận văn vậy à em là cô giáo lớp nhất còn anh là học trò của em nhé anh là một bài luận tả cảnh đồng quê em sống lúc bãi trường chống ngoan rồi cô cho điểm lớn mình đang lúng túng nhưng nhờ sự pha trò của emily mà chàng bình tĩnh lại cô giáo hoài ghê để em làm bài luận văn miệng cho cô nghe nhé ngày thứ nhất về tới nhà bà con xúm xích chào mừng ông già làm heo thết tiệt ngày thứ hai đi bắt kiến vàng ngày thứ ba đi bắt kiến vàng ngày thứ tư kiến vàng đi bắt ngày thứ năm lại đi bắt emily chặn lại phải thuật lại bữa tiệc mừng bà con vui vẻ cử chỉ ra sao ai nói những gì uống rượu nhiều không à cô giáo bắt gắt nhỉ đừng quên là em đang học sư phạm nghe thôi kể tiếp đi với chi tiết rõ ràng hơn Ngày thứ sáu đi ra đồng cởi trâu, em nhớ bài Ai báo trăng trâu là khổ. Mình học hồi nhỏ không? Không nhớ gì hết, chỉ nhớ anh thôi. Emily áp má vào môi mình, kể nốt đi. Thì mấy ngày sau cũng cứ mềm xói xèn thôi. Có ngày nào nhớ em không? Ngày nào à, à, cũng nhớ. Ngày nào cũng nhớ nhiều nhất. Ngày nào cũng nhớ em nhiều hết á có ngày nào không nhớ em chút nào không Làm sao có một ngày nào như vậy được Có thể một ngày nào đó Anh bận liên miên Không có thì giờ để nhớ em Không có ngày nào như vậy hết Chỉ có những ngày anh nhớ em Không làm được việc gì thôi Mình cố đối đáp vui vẻ Để khỏa lấp nỗi buồn lo trong lòng Khung cảnh nhà ông Hương còn mới ràng ràng Những lời bà Sáu còn gian gian bên tai Giữa nắng trưa Minh gục đầu Và nhớ Emily Mình phải làm vừa lòng mọi người Minh không có can đảm cãi lời cha mẹ Bây giờ ngồi bên Emily Chàng mới thấy rõ chứng bệnh của thằng Paul Khi xa việc Virginia Bây giờ Minh không xa Emily Mà Minh vẫn thấy đau Anh có được chừng mấy ngày như vậy Chừng nhiều lắm Anh không nhớ hết Một ngày, một giờ, một phút Anh nhớ em thì cũng đủ làm cho em sung sướng rồi Anh Minh, Em nói đùa cho anh vui vậy thôi chứ Em biết hết bụng anh rồi Mình giật mình quay ngang Em biết chuyện gì Chuyện gì mà em không biết Đâu em nói thử coi Emily nhủi mặt vào tóc mình hít hít Anh gian nắng nhiều quá hà Tóc anh khét nắng ghê đi Anh ở dưới sốt ruột bao nhiêu Thì ở trên này em bồn chồn bấy nhiêu Em biết gia đình anh Gia đình anh làm sao Mình càng giật nảy người hỏi Emily thản nhiên gia đình anh bắt anh ở nhà nhưng anh đặt chuyện để lên đây chứ gì sao em biết rõ vậy suy bụng ta thì ra bụng người chứ sao emily cười ngặt nghẽo cũng như em trước đây vì muốn gặp anh nên đang coi hát mà cũng tìm cớ đi ra cho bằng được để gặp người ta còn anh muốn gặp em nên lấy cớ để đi lên đây Mình mừng như thoát nạn tiếp ngay đúng đấy emily gia đình anh bắt anh ở lại lâu lâu nhưng anh muốn gặp em thì anh đã gặp em rồi còn đòi gì nữa anh muốn bàn chuyện quan trọng với em emily nói hớt ông đốc nhận em thì ông cũng mời anh dạy thầy giám thị nhắc với em là ông đốc muốn gặp anh anh lên đây để gặp em trước để để bàn một chuyện quan trọng hơn cả chuyện đó emily xua tay nói lắp em biết rồi chuyện đó anh không phải lo anh sẽ rất ngạc nhiên khi nghe em nói emily lặng thinh Nàng đưa tay lên ngực như để điều hòa nhịp tim Anh có tin rằng chẳng có trở ngại gì hết Trên đường đi của chúng mình không Trở ngại à Dân Nhưng trước kia thì có Nghĩa là hôm trước ba còn phân hai Bây giờ thì ba em đã nói rõ rồi Chỉ còn một ngày thôi Chấm dứt cuộc chiến và chiến công thuộc về anh Emily Em giảng sử ký cho anh đấy hả Emily đưa tay lên trời Là một kỳ chỉ khoáng đạt Như chưa bao giờ có và nói Ba em cho em tự do lựa chọn hôn nhân Ba còn giải thích thêm Ba không theo tay hoàn toàn Nhưng cái nào nó tiến bộ thì mình phải học Rồi ba nhắc lại tuần hoa rơi cửa Phật Em xem tuần đó với ba Ở Rạp Nam Xuân anh nhớ không Nhớ ờ, à Anh nghe một ông cụ bảo là Cha mẹ gắt gao quá Nên hư nát lương duyên của con trẻ Đúng tuần đó Ba bảo bây giờ em lớn rồi Sắp làm cô giáo lớp nhất Em biết nhận xét Nên ba đình quản vô thời hạn cái vụ Cậu ấm dây luộc ở An Hòa rồi Như vậy một ngày nào đó Em mời anh đến nhà cho ba má biết mặt Dám đi không Ờ ờ ờ dám Muốn ăn thì phải lăn vào bếp chứ Nếu sợ ma bắt thì anh hãy nhờ ông Đốc giữ cho Ông Đốc thân với ba em và ba con liễu lắm Mấy ổng lâu lâu đi xoa mặt chịu với nhau Mình ngồi thừ ra cứ lờ mờ hưởng ứng. Anh nghĩ gì vậy? Emily lắc dài mình. Anh suy nghĩ tới nhiều chuyện lắm. Nhưng tại sao anh... Anh không nghĩ là đời anh là có những chuyện bất ngờ như vậy. Và anh lo lắng trách nhiệm quá nặng nề với gia đình. Cả bên anh lẫn bên em. Em nghĩ trước hết là anh với em cùng đi dạy cái đã. Cha chả. Tụi học trò lớp nhì một năm nay lên lớp nhất. Sẽ ngạc nhiên khi thấy em làm cô giáo chúng nó. Còn mấy cậu học trò đệ tam lên đệ tứ năm nay Sẽ bảo giáo sư Minh chỉ hơn học trò vài tuổi Anh đừng có kêu học trò bằng Mẹ răng phân như bà Fortier nha Em chắc anh học gu với ba lắm Còn má thì cưng em nhất Em lớn tòng ngồng Mà bữa nào em ăn bánh về nhà biến ăn Là má cứ đi ra đi vào Tra hỏi chị bếp Nấu những món gì mà con nhỏ không ăn vậy Khi yêu người đàn bà phát họa cuộc sống cho đàn ông còn người đàn ông thì chỉ yêu và làm theo mệnh lệnh của đàn bà Người đàn ông nào làm như vậy thì gia đình sẽ hạnh phúc Thấy mình ít đối đáp bàn tính Emily giỏi Anh không có ý kiến gì hết Cứ để em nói không hà Anh biết gì mà nói Em cứ đặt để mọi việc Em bảo gì anh cũng nghe Sương khuya xuống lạnh dài Emily bảo Thôi em về nhé Mai gặp lại anh Nói vậy mà nằm vẫn còn ngồi im Hương qua nguyệt quế tỏa lan thành một vùng ngát hương Bao bọc hai người Mình nắm chặt tay Emily Emily kêu lên Sao tay anh lạnh ngắt vậy Tại mình ngồi ngoài xương Hai người đứng dậy mặt đối mặt Tay hoàng tay Emily trách Từ gặp em tới giờ anh chưa hôn em Hồi nãy trước mặt thầy giám thị Không nên Rồi ra đây anh cũng không hôn Anh có việc gì mà hồn dí đi đâu hết vậy à, Anh mừng quá rồi quên bây giờ anh bù lại cho minh ướp mặt vào giữa hai quả đầu tơ emily rồi hôn minh kia bên này thật dài rồi minh sụp xuống ướp môi vào đó qua hồng trên làn tuyết nõn emily đưa tay đặt trên đầu minh bám chặt những chòm tóc của chàng như những mớ hạnh phúc nàng đã nắm được trong tay minh đi rảo bước với emily gần đến nhà nàng mới quay lại minh về trường vào phòng ngủ mà thầy đã dành cho chàng lần trước minh gieo người lên giường ướp mặt vào dách chàng không biết làm gì nữa cãi lời ba má ư không thể được từ bé đến giờ chưa bao giờ ba bảo gì mà chàng không làm từ lớn tới giờ chàng chưa bao giờ thấy ai trong nhà dám cãi lời ba quân sư phụ minh biết ba chàng thương chàng vô biên nuôi chàng nên người nhưng nên người theo kiểu cách của cha mẹ không ngoài khuôn khổ của gia đình mọi việc về đám hỏi cô sương ở làng minh đức đã chuẩn bị từ lâu không phải vài năm mà hàng chục năm thì ra gia đình đã hứa kết bạn thông gia với nhau từ sữa từ xưa Chàng thấy cô Sương quả là một người con gái hiếm có về nhan sắc lẫn tài đức Cô như đó hoa nở trong góc giường lặng lẽ ít mặt trời và vắng ông bướm Chỉ có người khổ công đi tìm thì mới gặp Da cô trắng xanh, tóc đen lấp lái mà bà Mai ca ngợi là tóc mật Bàn tay nở như năm cánh sen, lại giỏi chữ nho, lại biết làm cả thi phú một gia đình cổ nho như vậy, mình bước vào sẽ vui lên tưng bừng. Ánh đèn dầu làm không khí gia đình dịu mát lâu nay, bây giờ thêm ánh đèn điện chói chang rực rỡ. Nhưng làm sao quay lưng lại phụ bạc Emily? Mình không có can đảm cãi lời cha mẹ, càng không có nghị lực nói sự thật cho Emily nghe. Mình trăn trở mãi không ngủ được. Mình cảm thấy mình phạm tội mà không biết xưng tội với ai. Chỉ có Emily mới tha tội được cho chàng. Nhưng chính chàng không muốn xa Emily Emily yêu chàng bao nhiêu Chàng yêu Emily bấy nhiêu Nếu chàng được quyền lựa chọn Thì không ai khác Emily Chàng đã cảm thấy nàng là của chàng ngay từ phút đầu Con đường hai đứa cùng đi đã quá xa Bây giờ bỗng nhiên kẹt lối Chàng không bao giờ có ý nghĩ xin cha mẹ nghĩ lại về việc cưới cô Sương Chiếu chỉ vua đã ban Tội nhân chỉ còn ngửa cổ chờ lưỡi dao phập xuống Thầy giám thị nghe mình rõ rại Thì rón rén mở cửa bước đến Giường của mình chỉ cách phòng thầy có mấy bước Thầy cầm chìa khóa to gõ gõ vào trụ giường Giọng thân mật Sướng quá rồi không ngủ được hả mày Minh ngồi bật dậy Thầy ngồi ở chiếc giường trống bên cạnh Hai thầy trò nói chuyện xuyên qua trách mùng Thầy cứ phát họa cuộc sống của hai đứa Với những nét cụ thể hơn dưới ánh đèn ngủ lờ mờ và bị vách mùng ngăn cách nên thầy không thấy được nét mặt thờ thẫn của mình Thầy nói chuyện một hồi rồi đứng lên Cách đây hai ba hôm Thằng Đông Kỳ Sốt nó có ghé thăm tao Học hết để tứ nó về nhà cưới vợ Nó khoe với tao nó có một đứa con trai Mày rồi cũng vậy thôi Ờ à, ờ à, quên Mai có trận đá lớn giữa đội tỉnh mình với hội trà vinh Cha chả Hội này ít nhất cũng có vài ba thằng thổ à Mình thường chê mấy cú đá bậy là đá cho thổ coi Bây giờ thổ đá cho mình coi à không khéo rồi, lại thua nó. Hết tập 6. Còn tiếp.